Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần trên băng tần 57.19 tại Nam Cali, 16.12 tại Bắc Cali cũng như trên Galaxy 19 và trên mạng qua địa chỉ ibctv.us. Chúng tôi là Thiện Định và Xuân Anh xin kính chào quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Oslo trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng không thải khí carbonic. Royal Mail dọa cắt 6.000 việc làm vì các cuộc tranh chấp với nghiệp đoàn công nhân. Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ đồng ý hợp tác giải quyết tệ nạn buôn lậu vũ khí và buôn người. Hoa Kỳ sắp gửi đạn dược Humvee tới Ukraine trong gói viện trợ 725 triệu Mỹ kim. Tổng thống Lukashenko đừng dồn Nga vào chân tường. Và bản chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của sứ phóng viên Thiện Định. Cảm ơn Xuân Anh. Chúng tôi xin được mở đầu với bản tin từ Anh Quốc là Royal Mail dọa cắt 6.000 việc làm vì các cuộc tranh chấp với nghiệp đoàn công nhân. Royal Mail là công ty bưu chính của Anh Quốc gần đây đổi tên thành công ty phân phối thư tín quốc tế cho hay có thể cắt 10.000 việc làm vì kinh doanh lỗ lã trước khi thực hiện thêm nhiều đợt sa thải nếu các cuộc đình công của nghiệp đoàn công nhân tiếp tục diễn ra theo kế hoạch để đòi quyền lợi. Liên minh công nhân và truyền thông viết tắt là CWU đại diện 115.000 nhân viên bưu điện làm việc tại công ty Royal Mail đã tham dự cuộc đình công vào tháng 9 và đầu tháng 10, đe dọa tiếp tục tổ chức thêm nhiều cuộc đình công khác trong tháng này sau nhiều tháng đàm phán đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc không thành công. Royal Mail kêu gọi CWU đình chỉ ngay lập tức kế hoạch tổ chức đình công theo kế hoạch và chấp nhận đề nghị đàm phán với ACUS để tìm kiếm biện pháp giải quyết cuộc tranh chấp hiện tại. Royal Mail đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nguồn máy vì khối lượng thư và bưu kiện vận chuyển giảm mạnh trong khi bùng nổ hoạt động mua sắm trên mạng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ngoài áp lực lạm phát, buộc họ còn phải siết chặt chi phí sinh hoạt nữa. Và Tổng thống Vladimir Putin đã điều động 11 anh tạc cơ mang đầu đạn nguyên tử đến sát khu vực biên giới của NATO. Chuyên viên điều hành hệ thống vệ tinh Planet Lab của Hoa Kỳ vừa công bố bức ảnh của vệ tinh chụp được vào ngày 7 tháng 10 đã cho thấy sự hiện diện ngày càng nhiều các phi cơ ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 của Nga tại khu vực chỉ cách biên giới Na Uy chưa đầy 20 dặm. Baltics.no, trang web của một tổ chức độc lập ở Na Uy đã nói rằng bức ảnh chụp được đã cho thấy 7 phi cơ ném bom chiến lược Tu-160 và 4 chiếc Tu-95 đang đậu tại căn cứ không quân của Nga Alenia ở bán đảo Kolchaky. Nguồn tin trên cũng cho hay phản lực cơ Tu-160 là loại lớn nhất và nặng nhất, có thể bay liên tục 7.500 dặm mà không cần tiếp nhiên liệu và có thể mang tới 12 hỏa tiễn nguyên tử tầm ngắn. Còn loại phi cơ ném bom chiến lược Tu-95 còn được gọi là Bears, là một trong những phi cơ lớn nhất của lực lượng không quân của Tổng thống Vladimir Putin, có thể mang hỏa tiễn tầm xa và bom nguyên tử. Cách nay 2 tuần lễ, The Jerusalem Post đã tiết lộ tin nói rằng có sự xuất hiện bất thường 7 phi cơ ném bom nguyên tử tại căn cứ không quân Olenya, cho thấy công ty tình báo Inmarsat International của Do Thái trước đó đã khám phá sự hiện diện bất thường của Tu-160 và Tu-95. Các phi cơ hủy diệt Armageddon thường đồn trú tại căn cứ không quân Angel, cách mặt Tư Khoa 450 dặm về phía đông nam. Và NATO đã khẩn cấp tổ chức cuộc họp bí mật vào ngày hôm qua khi Liên minh quân sự thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch diễn tập nguyên tử. Liên quan tới cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì Tổng thống Lukashenko tuyên bố là đừng có dồn Nga vào chân tường. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào ngày 14 tháng 10 cảnh cáo Ukraine và phương Tây là không nên dồn ép Nga vào đường cùng, nói rằng mặc Tư Khoa có vũ khí nguyên tử không phải là không có lý do. Trong một trích đoạn của cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hoa Kỳ NBC,
do hãng thông tấn nhà nước Belarus công bố. Ông Lukashenko nói điều quan trọng nhất là đừng đẩy người đối thoại và thậm chí cả đối thủ vào chân tường. Do đó, quý vị nhất thiết không được vượt qua lằn ranh đó, là lằn ranh đỏ như cách người Nga nói. Quý vị không thể vượt qua lằn ranh. Lo ngại đã gia tăng ở phương Tây rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể viện đến vũ khí nguyên tử kể từ khi thất bại liên tiếp của quân Nga ở Ukraine đã làm thay đổi thế trận theo hướng có lợi cho Kyiv. Về vũ khí nguyên tử, bất kỳ thứ vũ khí nào cũng đều được chế tạo ra cho một mục đích nhất định. Ông Lukashenko đã phát biểu như trên. Nga đã vạch rõ lập trường của họ, không thể có một cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong trường hợp đó, Nga có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí nếu cần thiết, vẫn lời của ông Lukashenko. Trong khi đó, Liên Âu không chấp nhận giá trị sổ thông hành Nga cấp ở Abkhazia sau Ossetia. Liên Âu cho hay đã có kế hoạch cấm người sử dụng sổ thông hành Nga được cấp tại các vùng lãnh thổ ly khai của Russia, báo hiệu sự thay đổi chính sách ngoại giao của Liên Âu trong khi đang diễn ra mối xung đột quốc phòng. Theo thông báo được công bố vào ngày 12 tháng 10, Hội đồng Liên minh của Âu Châu tu bổ không chấp nhận giá trị sổ thông hành của người Nga được cấp tại Ukraine và Georgia, gồm cư dân Abkhazia và South Ossetia, vùng lãnh thổ ly khai của Georgia. Hội đồng Liên Âu đã nói rằng sổ thông hành của người Nga được cấp tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng và tuyên bố sáp nhập hoặc các vùng lãnh thổ ly khai ở Russia sẽ không được coi là hợp lệ để xin chiếu kháng nhập cảnh hoặc đi qua biên giới của khu vực Schengen. Liên Âu cũng cho rằng quyết định trên là phản ứng trước hành động gây hấn của Nga và quyết định cấp sổ thông hành cho cư dân các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền Nam và miền Đông của Ukraine, đặc biệt sau khi Nga đơn phương công nhận nền độc lập Abkhazia và South Ossetia của Georgia vào năm 2008. Riêng Abkhazia và South Ossetia đã bị cô lập kể từ khi tách khỏi Georgia sau chiến tranh hồi thập niên năm 1990. Nga cũng là quốc gia đầu tiên chính thức công nhận hai vùng trên là quốc gia độc lập từ năm 2008. Thông báo trên làm cư dân các lãnh thổ ly khai tức giận trước mối đe dọa bị cô lập với thế giới bên ngoài nhiều hơn, trong khi nhà ngoại giao Georgia ở Brussels hoan nghênh quyết định trên. Một bản tin cập nhật từ Oslo cho biết thủ đô sẽ trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng không thải khí carbonic. Oslo đang hướng đến mục tiêu trở thành một thủ đô đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống giao thông công cộng chạy bằng điện vào cuối năm 2023 và trở thành một thành phố không phát thải khí thải carbonic đầu tiên trên thế giới vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu trên, Oslo sẽ thay hệ thống xe buýt chạy bằng nhiên liệu diesel bằng 450 chiếc xe điện trị giá 47 triệu Mỹ kim để giúp thành phố tiết kiệm chi phí tu bổ. Oslo là thành phố có 700.000 dân, đã điện khí hóa hầu hết các chuyến phà qua vịnh và đang thực hiện kế hoạch sử dụng xe buýt điện rẻ hơn 5% so với các loại xe sử dụng động cơ diesel. Sự kiện trên cho thấy là Oslo đang dẫn đầu các thành phố trên thế giới để cắt giảm khí thải gây ô nhiễm không khí, trong khi các chính phủ chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên Hiệp Quốc vào tháng tới tại Ai Cập. Sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, xứ ngôn viên Thiện Định và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Mong quý khán giả đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm chi tiết.